Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món đầu gà nhé. Mình chặt cổ cánh để làm nước nẩu các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nẩu. Nhiều vỏ, bọc vào trong cái kín được. Mình sẽ cho vào đây hành thơm, gừng và sả nhé để làm nước lẩu. Đây, như vậy là mình cho nước vào để mình ninh lên để mình lấy nước để làm nước đầu gà các bạn nhé. Còn gà mình sẽ chặt ra. Con. Cái bài trên đấy còn.
Đây các bạn, khi nồi nước gà đây nhé, thì mình sẽ ướp gia vị vào để mà cho nó ngấm và để mình xào để ninh nước nhé. Mình sẽ cho nhiều bột canh một chút. Bột ngọt. Một chút mắm vào các bạn ạ. Các bạn ướp cho mình khoảng 10 phút, sau đó thì mình sẽ ninh cái phần nước này lên nhé, để cho nằm nước để nấu lẩu lại, nước dùng đấy ạ. Sau khi được 10 phút nhé, thì các bạn sẽ bật bếp lên và mình xào cái phần xương này lên cho nó ngấm gia vị nhé. Đây các bạn, mình đang ninh nồi xương nhé. Các bạn mà ăn được cay thì có thể cho ớt nhé, và mình để cả quả thì nó sẽ không ngấy vì cay quá, nếu mà hoặc sa tế là tùy theo nhé. Nhưng hôm nay nhà mình có cả con nhỏ ấy, nên là mình không muốn cho sa tế vội. Bây giờ mình sẽ, khi nồi nước này xương nó đã ngấm gia vị vào rồi, thì mình sẽ cho nước vào nhé, để làm nước dùng luôn. Ninh để cho cái phần xương gà này nó ngọt ra. Đây các bạn, là để nung nồi nước đầu thì các bạn sẽ cho mình vài chiếc lá chanh các bạn gò cho mình nhé, để cho nó thơm nhé. Đấy. Đây là một món nồi nước lẩu mà nhà quê nhà mình hay ăn hay nấu. Nhà mình là cứ tuần ấy, thì hai tuần chú bộ đội nhà mình hay về ấy, thì là hay làm nồi lẩu gà đơn giản như thế này cho cả gia đình sum họp thôi. Đấy. Và mình ăn thì kèm với những các loại rau nữa. Đây nha, thịt gà này trong nữa thì nồi nước lẩu được, chúng ta sẽ đem thịt gà này vào để nhúng này, mình ăn với rau cải này, lòng mề là chúng ta cũng có thể nhúng luôn các bạn ạ, rau cải cúc nữa, và mình ăn với đậu đỗ. Chấm thì các bạn chấm với bột canh chanh ớt nhé. Đây, bây giờ chỉ cần nồi nước lẩu này được nữa là xong nhé. Và mình cho ra mâm là mình ăn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh. Khi nồi nước lẩu này thì các bạn lúc ăn ấy, thì mình hãy nêm nếm nhé. Và cho nó mặn hơn một chút, để mình cần cho rau vào.